Đi đây tôi bưng mỏ tay quá. Để em bưng mỏ tay nha. Rồi nói đi. Nè bưng nói đi. Bưng nói rồi sao có được vậy? Em ơi. Không. Nó luôn. Nó luôn. Nó nè. Để em bắt nè. Anh ơi ăn cơm với em đi. Đi. Chuẩn bị. Trời vô. Ơi thì nói đi. Có gì đâu mà cỡ. Thôi nè. Ừ. Nói đại đi. Nói đi. Đó, bao nhiêu người ta đứng đây coi ông đang nói. Nói đi. Em ơi. Ở bà để ở ngoài bánh ở ngoài trời. Ăn cơm. Em ơi. Em ơi. Ăn cơm. Ăn cơm với anh đi. Ừ, nói đi. Ờ nói đi. Em nói anh sao nói. Không được rồi. Không nói được sao tại sao không nói. Không à. Bà không ăn tôi để đó hả? Tìm em như là Biển Đông. Rồi ngồi nó đi, hai chồng ngồi nói tâm sự nè. Ừ, ôi. Coi có cái bàn với cái trước cửa kìa. Ngồi xuống. Nhà của đôi vợ chồng mà. Đó đó đó, cái thùng đó. Cái thùng. Cái thùng, cái thùng làm cái bàn. Chứ không có gì. Để đi đi. Trời trời, ông quay vuông cái bàn thờ ông về vợ á trời. Đồng thì trời nhậu luôn rồi. Vợ. Trời ơi. Tụi con quay cái bàn thờ ông về vợ luôn kìa. Ghê luôn trời. Ôi. Chích lời gần anh một chút thôi. Rồi 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 hai cái dừa vô cả đi. Trời ơi trời ngồi đây nè. Rồi 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 ngồi đây nè, ngồi đây nè cho nó xét. Ngồi đây nè. Chồng ngồi đây nè. Ngồi đây nè. Ừ đúng rồi. Tiếp tay kìa. Nè. Ra đây đi, ra đây đi. Ngồi ngồi đây đi. Ờ ngồi đây đi. Cho nó sáng cô ơi. Trong có mũi đó. Ngồi đây đi. Ngồi đây đi đó. Gì chơi nửa trong nửa ngoài vậy trời. Vậy đi. Trời ơi. Rồi đó. Quá rồi. Bây giờ nói là Hương em đừng có uống rượu nữa nghe. Cái nè. Nói nghe nè. Anh ơi thương em đừng có uống rượu nữa. Sáng trai chiều trinh. Rồi hai đứa mình không có làm cái gì được cái tầng á. Đúng không? Đấy lại là mà bình tĩnh mình cha chứ út rồi sao mà cha được đúng không mấy con. Rồi cha đi. Cha trước đi. Hồi giờ anh lẻ nè, thương vợ nhiều không? Anh lẻ có thương vợ nhiều không? Lẻ. Ừ. Thương đậm đà ta thiết không? Ừ. Trả lời. Trả lời lên. Đeo. Đậm đà không? Cố ăn lên. Rồi cha nữa. Nói đi. Mà vậy yếu. Đậm đà không? Đậm đà. Đậm đà luôn kìa. Rồi sao? Ừ. Rồi ra nữa, tiếp. Tắc tùm, tắc tùm tùm tùm, tắc 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 tùm tùm. Rồi, rồi, ca đi. Ờ, vô. Vô đi. Rồi ca đó. Bà đang vui rồi kìa, làm sao? Ca trước rồi mới tới chồng. À. Giờ ca trước. Nè, giờ ca trước nè. Con cháu trăng trong con cháu sổ lòng bay cao. Bay về biển Bắc, về biển Nam gì đó. Rồi. Rồi, ca đi. Hả, ca đi. Đó, ca đi. Tự ta đi. Ôi, nó bằng... Ra cách nhau rồi đó. À, rồi, rồi, rồi. Rồi vô cốt đầu đó. Tiếp. Ai nó bằng ca cánh nâu. Trời ơi. Trời ơi. Nó hơi ngủ quá trời ngủ luôn. Tại đi gắn đi, gắn vô đựng cho nó. Gắn vô đựng. Tại đi gắn đi. Chứng ai nó bằng là... Anh không em có thơm không? Không, ê, hôm em có thơm không? Lòng trời đất nên thằng ơi hỏi mà cũng không trả lời mà nò lo cá cái gì đâu không à. Lo cá đi. Cái đá không đi. Ôi ơi em ơi. Nhà làm công lý em là lý đồng dòng sông các bạn ngã bãi. Chị gãi đi. Ừ gãi đi. Ừ đúng rồi. Ngã bãi cái tát không được chứ. Ờ gãi đi. Không tỏ tình mà, vậy đi. Em là... Rồi là lầm cầm lê em đi ăn. Tắt cầm, 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 vô, vô, vô. Abilip, 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 abilip. Cắt cầm, cắt cầm, cắt cầm, cắt cầm, cắt cầm. Vợ sung rồi đó. Ca đi, ca đi. Ăn lắm rồi. Hết luôn hả? Xong rồi hả? Anh, hết rồi. Có đói không? Anh có đói không? Để em bới cơm cho anh ăn. Đây em bới cơm cho anh ăn. Ừ.
Không á. Không phải hả? Nó hả? Nó nói với vợ là vợ có đói không, chồng múc cơm nè. Em thôi đi má ơi. Kìa, tập trung kìa, ổng kìa, ổng đang nổi tình kìa. Hỏi đi. Hỏi sao? Em ăn cơm mà không có. Em ơi, em ăn đói bụng không? Anh bê cơm cho em ăn đó. Vậy là mấy là ấy nè. Mấy là tình cảm đó. Dạ là mấy cần tình cảm đó, nói đi. Nói đi. Nói đi. Em nói nhộm không? Đói. Bữa cơm bây giờ ăn. Đó, có cơm không? Trời, kêu làm liền kìa. Có cơm không? Có cơm, mấy cơm. Đâu, bữa cơm bây giờ ăn coi. Đâu bây giờ coi chồng bữa cơm kìa, coi ăn cơm ngon không? Sao thấy ổng tội nghiệp gì vậy? Khóc ơi, cảm động rồi. Trời, có hồng men quá. Đâu. Bả hò dữ á kẹo mưu. Có hồng men rồi. Lấy nước bỏ uống. Có con men vô mới nói dữ vậy đó. Vậy hả? Ông con men vô không có bao giờ nói đâu. Thì ông bới cơm mà kìa. Để đi. À, sao bữa nay ông hương dữ hả? Ai biết rồi. Hả? Ai biết. Hỏi anh ơi, anh đang làm gì hả? Anh ơi, anh làm gì anh? Em đang đói bụng lắm anh ơi. Ôi, đang cứ bới cơm cho vợ kìa. Có cơm không? Vui gì lắm rồi đó ha. Trời ơi, coi kìa. Có nấu đâu mà nấu. Đó, một nồi cơm kìa. Cứ ngồi hôm qua đó. Vợ ăn được. Trời ơi, cứ ngồi vợ ăn là cho chúng cảm cho ngàn đó. Chết biết chồng đi xin cơm đi. Chồng ơi, bây giờ chồng đi xin cơm đi rồi á, cơm nguội ăn là cảm cho ngàn chết á. Còn mấy mình nấu cơm đi. Nửa hồi ăn. Ăn cơm nguội nói đó, đau bụng á. Đau bụng á. Ừ. Tao đi chào ơi, lấy chị riêng đâu mà lấy chị riêng. Hồi đó giờ tao ở với chồng tao lấy chị riêng, chị riêng. Không chịu ra, không chịu chồng riêng. Không, chị riêng không có ăn được. Hả? Trời đất ơi. Ta hương chồng đây nè. Tôi nói tối ngày mấy bà nói gì đâu không mà. Ừ. Người ta thương chồng người ta mà mấy bà nói gì đâu không mà. Giờ không có nói nữa. Dài ra cái vụ. Anh ơi, em thương anh nhiều lắm. Đúng rồi. Ừ. Nói cho ông đi, cho ông nghe. Đó. Đó. Đi riêng, đi riêng. Ừ, ta. Mày đi lấy đi mày không có chồng mày, mày đi lấy chị riêng đi. Ừ. Mày ta thương lẽ hồi đó giờ. Chồng mình ngon hơn sầu riêng phải không? Ừ, chồng mình ngon hơn chị riêng. Trời ơi. Trời ơi, trời vô gà. Đã chưa? Ngồi xuống. Quá rồi. Đút cho vợ ăn kìa. Đút cho vợ ăn nè nha. Cái này là mồi của anh đó cho em đó. Ôi cười quá trời. Đút cho vợ ăn đi. Mời đi. Mời vợ cầm cơm lên mời. Đút luôn đi. Đút luôn đi. Đút đi. Đút luôn đi. Đút cho vợ. Trời trời. Ăn cơm mà. Ăn cơm nè, trời tắt ơi. Em ơi ăn cơm. Ăn cơm nè em. Em ơi ăn cơm đi em ơi. Ăn cơm đi. Trời trời, ăn cơm đi. Ăn cơm mà đi hả? Nè, anh ơi ăn cơm với em đi, chó nghe vậy đâu. Trời ơi, mấy người trẻ, mấy người trẻ là phải học nha. Không, nói vậy đó. Ừ. Rồi, bưng chén cơm đó đây. Bưng chén cơm đó. Đi đã, tôi bưng mỏi tay quá à. Rồi em bưng mỏi tay lắm. Rồi, nói đi. Nè, bưng nó đi. Bưng nói rồi, sao có được vậy? Em ơi. Không. Nó luôn, nó luôn. Đi nè, đi em đó nè. Anh ơi, ăn cơm với em đi. Đó. Đi. Ừ. Chuẩn bị. Trời vô. Ơi thì nói đi. Có gì đâu mà cỡ. Thôi nè. Ừ. Đại đi. Nói đi. Bao nhiêu người ta đứng coi ông đây. Ừ. Nói đi. Em ơi. Ở bà để ngoài bánh ở ngoài trời. Ăn cơm. Em ơi. Em ơi. Ăn cơm. Ăn cơm với anh đi. Nói đi. Nói đi. Nói anh sao nói. Không được rồi. Không nói được sao tại sao không nói. Không à, bảo mà tôi để ra đi nè, nghe em nói nè. Ừ. Anh ơi ăn cơm với em đi đó, vậy đó trời ơi, chứ nói y răng đi đó, nói không được trời. Ừ. Nói đi, đừng có làm em bực nha. Đừng có làm em bực nha. Cho thường không à nè. Bây giờ nói nghe nè, anh ơi ăn cơm đi. Ừ. Rồi cái anh nói y răng gì, nói lại cái gì mà nói không được trời. Ừ. Quá đâu không vậy.
Cái tô cơm này hồi chắc hả? Nó nguội luôn quá. Vậy nói lại đi nè. Em ơi. Lẹ đi ăn cơm mấy mấy cháo gì kìa. Mấy cháo gì nè. Lẹ đi. Hai người no đi rồi mới dám về. Nói đi. Ăn cơm nè. Rồi cũng được nữa. Ừ đúng ăn rồi. Ăn cơm đi vợ ơi cũng được nữa. Ừ. Rồi. Rồi rồi, dứt. Nè anh ơi ăn đi nè, đó rất căng nè. Ăn rồi. Ủa. Nè ăn đi. Ăn rồi. Ăn đi nè, ăn đi. Trời ơi. Ăn không? Dám ăn không? Ăn không? Không hả? Con ăn rồi. Ủa con này nữa à? Con nữa à? Tới con nữa rồi. Trời ơi. Vũ Biển. Giống như mẹ. Thôi giỡn tự giả đó kìa. À, giống như mẹ với con. Mày móc sữa đi đừng có kêu con. Ừ, giống như mẹ với con nha. Giống như mẹ với con ha. Ừ. Cái nè. Cái nè nó như nè. Cái sáng nè. Không có. Dì ba ơi. Dạ. Nghe ngoài đây nè. Đây là băng ná kìa. Ừ trời. Ừ ra băng ná đi. Vậy dẫn bả kìa. Dẫn bả không bả té kìa. Để đi. Niêm tay bả rồi. Đi ngoài đi. Ồ, ồ. Nắm kìa. Lẹ của thuốc mày lẹ. Đây lại đây. Ồ, đi ra công viên nè. Ghế hàng ghế đá công viên. Rồi, ngồi nè. Đi. Rồi, hai chồng ngồi đi. Nha, ngồi đi. Ngồi xuống. Giờ đút cơm cho vợ ăn nè. Nè, ngồi xuống. Nè. Cái bưng cái chén cơm rồi, bưng cái tô cơm rồi cái múc cái gì đó. Em ơi ăn với anh miếng cơm đi. Ăn mấy cơm.